mọi người thì hôm nay mình sẽ uh, giới thiệu cho mọi người cách để đo một cái sung thì uh, khi mọi người học bài timer đúng không? mọi người bây giờ mọi người có thể ứng dụng bài timer, Mọi người có thể đo được một cái, cái sung của mình uh, bất kỳ một Hz hoặc không năm Hz hoặc là một nghìn Hz bất kỳ cái sung nào mình có thể đo được vậy làm nào đúng không thì uh, cốt nó khá đơn giản thôi ở đây mình đo một cái sung là chân uh, vào là chân uh, B0, B0 sẽ chắc chắn rồi sẽ là khởi tạo đầu vào này. Kể okay. còn cái này là chỉ là LCD mình đã xe rồi. Timer config thì ở đây mình sẽ config cái bộ timer của mình là với interrupt, OK, với interrupt. Thì mọi người xem lại cái bài timer 1 của mình ấy hoặc là bất cứ timer nào mọi người ứng dụng timer nào cũng được, không quan trọng, quan trọng là con timer nào. Thì ở đây mình đang enable timer 1 với interrupt, OK, với chế độ interrupt bắt đầu sẽ mình sẽ gắn là bằng không uh, không, ok thanh ghi lâu và hai đúng không? Timer một thì sẽ là 16 bit. thì uh, bây giờ bắt đầu là mình sẽ là uh, mình sẽ phải chờ cho nó nó lên một uh, hết một đúng không? hết sung lên một tức nghĩa là như thế nào? đây, đây mình chờ cho hết một này, hết một nha. sau đó chờ cho hết về không này. Để cho hết về không từ bắt đầu nhãn khi nó bắt đầu lên một đây này một đây đúng không thì bắt đầu nó sẽ là uh, bật cái timer lên ok đúng không bật timer lên timer bắt đầu đếm bật timer tức là timer bắt đầu đếm đếm đây bắt bắt đầu nó sẽ bắt đầu từ không không bởi vì mình sẽ up không mà nó sẽ bắt đầu đếm từ không một hai ba bốn đúng không bắt đầu đếm và một lần tích của nó bằng bao nhiêu thì bài timer mình cũng đã xem rất là kỹ rồi thì cứ một tích cứ một tích sẽ bằng một chia cho 5 mê đúng không Bởi vì là uh, clock hiện tại mình đang dùng là 20 mê nhưng mà của tham mơ nó sẽ qua một cái bộ chia là chia cho 4 đấy nó sẽ còn 5 mê và ở đây mình mình cài đặt là cái thằng uh, này, thằng bội uh, kết này bộ, bộ chia là 11 nên sẽ là uh, cuối cùng là một tích sẽ bằng một chia cho uh, 5 mê cái một tích vậy ấy, tại tại thời điểm mà nó thoát ra khỏi quay một này này bắt đầu nó lên 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 cái xung cao này đúng không thoát khỏi không này này quay không mà không nó sẽ lên xung cao này và bắt đầu tham mơ đếm ok nó đếm đúng không nó cứ nhắc lên một thì sẽ hết là một chia cho 50 mê giây Đấy. hai tích thì sẽ bằng hai nhân với 2 chia cho 5 mê đúng không nó đếm khi nào nó đếm là đến khi cái thằng ok thằng này cao hết rồi nha phải chờ xuống đây đúng không đến đây là lên là bắt đầu đếm này đếm đến đây chờ cho cao này ok đúng không sau đó chờ cho hết về không này chờ cho hết không này bắt đầu lên một là bắt đầu đầu nó sẽ dừng dừng tham mơ đúng không vì lên một ở đây là nó sẽ thoát thoát của cái quay bằng không này tức là nó sẽ đo được cái một cái sung này đúng một cái xung vuông này thì sẽ tắt tắt tham đi tắt tham mơ đi và đọc được cái giá trị của thằng đếm bộ đếm hiện tại của mình bằng bao nhiêu? mình đếm bằng bao nhiêu đúng không? và bây giờ mình lại muốn là tính ngược lại tần số đúng không? giả sử ở cái sung này tần số là một Hz, mình lại muốn tính ngược lại là tần số một Hz thì ở đây là một tích thì sẽ ứng với lại một Đó, chia cho 5 m đúng không? vậy uh, t sẽ bằng số tích Đó, chia cho 5 m tức nghĩa là t phải bằng là uh, đây nó sẽ uh, ở đây mình sẽ đọc được X tích đúng không bao nhiêu tích và một tích sẽ ứng với lại Nấy mê thì tương ứng với lại uh, sẽ hết lấy thời gian Đấy. Nghe hiểu không chia cho nấy, chia năm vậy thời gian thời gian để nó 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 chạy hết được lấy tích đúng không? thì sẽ hết là Đấy, chia cho 5, 5 mê. Cứ một tích thì ứng với 1 chia cho 5 mê, vậy là x tích thì ứng bao nhiêu? Bằng x nhân với lại 1 chia cho 5 mê đúng không? Chọn đúng không? Vậy, thời gian sẽ là bằng t sẽ bằng uh, bằng số tích chia cho 5 mê. Đấy. Vậy suy ra tần số là bằng 1 trên, 1 trên t đúng không? 1 trên t sẽ bằng, đã ngược lại bằng 5 chia cho số tích. Đơn giản đúng không? cứ một tích thì tôi ứng vậy một chia 5 m dây được lấy dây vậy uh, tôi đếm được x tích thì ứng với bao nhiêu dây thì lấy x nhân với lại cái cái giá trị này đúng không? sau đó là tôi muốn lại tính lại ngược tần số bằng cách là tôi lại bằng 1 uh, trên t bằng 1 trên f đúng không thì f sẽ bằng 1 trên t và đảo ngược lại bằng 5 trên cho số tích 5 m trên số tích thì có một cái câu hỏi có một cái vấn đề đặt, đặt ra là là timer ấy nó sẽ đếm là từ từ không đúng không? đến 0 tham mơ này nó sẽ đếm từ đây. Nhưng mà cái khoảng cái xung vuông này của mình này, cái khoảng xung vuông của mình này nó giả sử là với lại cái tần số nó dài đi đúng không? Thì cái khả năng mà đếm cái 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 đếm này này, cái khi enable lên này, này nó có thể tràn cái mơ tức là nó cái sung này quá rộng đúng không sung quá rộng cái sung một cái sung này nó quá rộng ví dụ sung là một giây chẳng hạn một hz chẳng hạn nó quá rộng và tại thời điểm này nó sẽ đếm tràn đếm tràn nếu mà mình chỉ bắt mỗi cái thằng này không thôi đấy thì nó sẽ là vẫn sai và nó chỉ đếm được những cái sung con rồi nó chỉ là mình chỉ đo được những sung nhỏ thôi ví dụ sung một hz à, sung à, một k hoặc là uh, hai k k gì đấy còn những cái sung mà nó, nó 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 nó, rộng thì mình sẽ không bắt được mình bắt sẽ bắt sai ngay bởi vì ấy, bởi vì ấy, nó sẽ uh, đếm tràn đúng không? timer nó sẽ đếm từ không đến đến cái giá trị không em này đúng không? Sau quay lại về không này đến giá trị là không x f tương tự như vậy đúng không? Đấy. Đấy. giả sử nha giả sử xung quá rộng đúng không tại thời điểm này nó đã đếm tràn đếm đếm một lần tràn rồi sau đếm đến đếm lần thứ hai nó đếm đến ví dụ 100 đi. 100 đi. 100 đi. 100 đi. Thì khi mình đọc cái thằng này ra, kết quả ra 100. Đúng không? chắc chắn rồi, thanh ghi hiện tại bọn này nó đang lưu giá trị 100. Nhưng mà thực tế nó sẽ đếm là được bằng 100 này cộng với lại cái 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 này đúng không? Cái khoảng từ 0 đến đến FF nữa, tức là bằng uh, FF tức là là 535 ấy. 65.536 đúng không từ 0 đến FFF là sẽ đếm 0 6.536 cộng dưới 100 nó mới đúng đúng không bởi vì nó đếm hết cái này tràn nó về không về sau đếm lượt nữa đến 100 mà Nghe hiểu không đấy thế nên là cái thằng tích này thực tế nó không phải là bằng cái giá trị này đúng không? mà nó phải bằng cái giá trị này cộng với lại số lần tràn nữa là cái khoảng thực tế của nó vậy mình mình phải cần phải biết được số bao nhiêu số lần tràn đúng không? lần tràn bằng cách là mình mình dùng ngắt mình dùng ngắt cứ tràn nó cứ đếm tràn là mình sẽ có một cái biến cộng lên Đấy, để mình biết được là là bao nhiêu lần tràn tức là tại thời điểm này này tại thời điểm uh, uh, sùng quá là rộng đúng không tại thời điểm enable này nó tràn, nó tràn rất nhiều lần rồi và mình sẽ đếm được số lần tràn giả dạ sử nó tràn một lần đi tràn một lần và mình đọc cái thanh nghi này bằng 100 thì kết quả sẽ bằng số lần tràn này cộng thêm 100 nữa. Số lần tràn là số lần tràn nhân với lại cái 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 thằng 65536 đúng không? Bởi vì một lần tràn nó sẽ là đếm được 65536 tích và cộng với lại cái cái giá trị hiện tại của nó nữa. là ra là tổng số tích nó nó sẽ nó nó đếm được nó được. Vậy nó tại sao là tần số đúng không? Mình đã có công thức là tần số là bằng 5 chia cho số tích Tích. Vậy số tích ở đây là bằng số tích hiện tại Mình đọc được ở như cái bộ thanh ghi này Cộng với lại số lần tràn của timer Tức là mình số lần tràn này nhân với lại 65 sáu Ok đúng rồi Bởi vì một lần tràn nó sẽ đếm Một lần tràn của bọn này nó sẽ đếm được là mươi sáu tích Vậy vậy là có bao nhiêu lần tràn sẽ nhân với lại cái này sẽ ra được tổng số tích nó sẽ đếm được tại cái 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 xung này, tại một cái xung vuông này, à, tại một cái xung vuông này, nó sẽ đếm được bao nhiêu tích đấy, lấy kết quả này thôi. ở đây thì uh, mình in kết quả lấy ra tần số, nó mình lấy được tần số. Xong mình in thôi, sau mình gán lại về không. Okay, em mình uh, mình thử nhá, mình thử xem uh, nó nó hoạt động như thế nào, nó có đúng ý đồ mình không? Ở đây thì mình đang để là 0.5 Hz đúng không? Mình xem có đúng 0.5 không? Đấy 0.5 chuẩn đúng không? Hz đúng không? Mình đã ở đây mình chuyển thành là tần số rồi. Ở đây giả sử mình để 1 Hz đi. 1 Hz chuẩn đúng không? Giả sử là 1k đi. 1k đúng không? 1k chuẩn đúng không? giả sử làm uh, một uh, 100 k thì xem như thế nào cũng khá là chuẩn thôi để mọi người nhìn thấy được đấy thì uh, mình có thể đo được bất cứ cái xung nào mình muốn không phải không phải một thì cũng được xung cái này nó hay của mình nó hay bị đít ra 0,5 để phồng luôn này cái mình sẽ để là 0,1 cm như thế nào nó sung nó rất là rộng và nó cần một khoảng thời gian rất là chậm không với một đúng không? OK đúng không? Vậy à, mọi người cứ theo công thức này mọi người sẽ đo được bất cứ loại sung nào mọi người à, mọi người muốn hoặc khá đơn giản thì à, mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người sẽ comment bên dưới mình xin hết